Thưa quý vị, sáng nay Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Đà Nẵng TV long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cùng lãnh đạo các sở ban ngành trên địa bàn thành phố và nguyên lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng qua các thời kỳ. Bằng sự dấn thân, nỗ lực và quyết tâm, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đến nay đã trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, là kênh thông tin đối nội đối ngoại quan trọng của thành phố Đà Nẵng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trong những năm qua. Giai đoạn 2016-2022 được xem là giai đoạn bứt phá của Đài với 7 dấu ấn nổi bật. Cụ thể, 7 năm giữ vững tăng trưởng, 7 năm luôn dẫn đầu trong các giải thưởng báo chí thành phố và gặt hái nhiều giải báo chí cấp quốc gia. 6 dự án quy mô lớn phục vụ sản xuất và phát sóng, 5 năm liên tiếp nhận cờ thi đua thành phố, 4 năm liên tiếp đảng bộ trong sạch vững mạnh, 3 đề án lớn thay đổi cơ chế hoạt động của Đài. Hai công cuộc chuyển đổi lớn gồm chấm dứt sản xuất tín hiệu truyền hình SD, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu và nâng thời lượng phát sóng lên 24/24 giờ trên 2 kênh một ngày. Với những thành tích đã đạt được, ngày 7 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 1014 trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021. Góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Thưa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng.